Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Họ Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè mọi người ơi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái nhiệm vụ từ nhà phát hành nha mọi người. Tại vì nhà phát hành không có để là nhận được cái gì á, cho nên là mình cũng chưa có biết là nhận được cái gì nữa. Nhưng mà mình nghe mọi người nói là nhận được quà mọi người, mà nhận được đồ tù á. Thì nói chung là mình không biết là nó có chính xác hay không, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà các bạn có thể làm thử. Nếu như mà các bạn may mắn á, thì các bạn cũng có thể là trúng được phần quà gì đó từ nhà phát hành nha. Thì ngày hôm nay á, nhà phát hành đã ra lại hai cái bộ đồ cũ rồi nè mọi người. Đây chính là cái bộ đồ khủng long mùa đông nè. Và nó sẽ có 3 món nha mọi người, và với giá là 109.000. Và sau đó là một bộ khủng long, bé khủng long màu vàng này nè mọi người, với giá là 149.000. Thì ngày xưa mọi người có bộ khủng long giống như vậy nè, nhưng mà màu xanh lá cây á, hồi lúc đó là cực kỳ hot rầm rộ luôn. Với lại là cái bộ đồ khủng long này nè mọi người. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đập hộp cái bộ đồ khủng long ở phía trước nha mọi người. Đây, mình sẽ nhận được kim cương và mình sẽ mở cái gói này ra cho mọi người coi nha. Thì đầu tiên đó chính là mình sẽ nhận được một cái áo thổ dân hoang dã nè. Và sau đó tiếp theo là mình sẽ nhận được một cái quần khủng long nha mọi người. Đây, đồ khủng long, lôi long. Trời, cái tên khó đọc dễ sợ. Và cuối cùng là một đôi giày khủng long, lôi bông. Rồi, thì sau khi mà mình đã nhận được xong rồi đó mọi người, thì bây giờ là mình sẽ thoát ra và mình mặc vào và chọn từng cái size kích thước để cho mọi người coi và đánh giá là cái bộ đồ này nó sẽ phù hợp với cái size nào hơn nha. Rồi thì sau khi mình đã cho mọi người coi rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm nhiệm vụ đó nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào Facebook và bấm vào cái thanh tìm kiếm là Play Together, và các bạn sẽ bấm vào cái page chính chủ là nó sẽ có một cái tích xanh nha mọi người. Đấy, thì mình sẽ bấm vào cái phần bình luận á. Thì cái nhiệm vụ lần này á có nghĩa là các bạn sẽ đoán ở trong cái tấm hình có 4 người á sẽ có một người là vi phạm á mọi người. Nó thì nếu mà mọi người nghi ai á thì mọi người sẽ cáp cái màn hình và cắt ra giống như thế này, và sau đó là các bạn sẽ comment cái tên của các bạn, với lại là các bạn có thể bấm bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt nha. Đó, các bạn có thể nói là đây chính là tình nghi hay là tội phạm gì đó cũng được. Nó thì nếu như mà các bạn là người may mắn á thì nhà phát hành sẽ tặng cho các bạn một phần thưởng nho nhỏ các bạn, cho nên là các bạn kiểu như là cứ vô comment thoải mái đi nha. Đó, thì nếu như mà mình hên á thì mình sẽ nhận được phần thưởng thôi. Còn nếu mà xui quá thì lần sau mình nhận. Đó, như vậy đó mọi người. Đây, thì bây giờ là mình sẽ chơi từ trò chơi với cái bộ đồ khủng long này nha. Thì cái bộ đồ này nó ra hồi từ tháng trước rồi đó mọi người, nhưng mà bây giờ lại ra nữa, cho nên là mình mở ra cho mọi người coi lại cái bộ đồ này nha. Đó, thì mình vừa chơi từ trò chơi và mình sẽ mặc cái bộ đồ này. Thì mình đang chơi từ trò chơi mọi người, thì mình gặp người quen của mình luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ chơi thì trò chơi là đèn đỏ đèn xanh của con búp bê này nè mọi người ơi. Đây, thì sắp tới mọi người mình có rất là nhiều cái content mới luôn á, nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để mà mình làm để cho nó hay hơn á, cho nên là mọi người sẽ thấy mình rất là ít khi đăng video luôn á. Cỡ kiểu như cỡ này á là cách một ngày mà mới đăng một lần á mọi người, tại vì mình muốn cho cái video của mình nó hay hơn á.
Với lại là mình vừa đi học, với lại là dạo này mọi người kiểm tra rất là nhiều luôn. Cho nên á là mình cũng có rất là ít thời gian luôn. Nhưng mà mình vẫn tranh thủ để mình làm clip để cho các bạn coi, để các bạn không có thể mà quên mình được. Mình sẽ chơi tiền trò chơi con rồng nha mọi người. Đây thì cái tiền này cực kỳ dễ chơi luôn nè. Đầu tiên là các bạn sẽ đi vào cái phần đậm nhất cho mình nha. Rồi sau đó các bạn sẽ vừa đi và vừa nhảy như thế này. Đó, thì nếu như mà ai đã quen với cái trò này rồi á thì mọi người sẽ đi sát mé của cái con rồng như thế này nha. Thì cái đi cái sát mé này nè thì nó hơi bị nguy hiểm một tí á mọi người, tại vì nếu mà như mà mọi người chỉ bị trợt tay một xíu thôi là mọi người sẽ trở về cái vị trí ban đầu á, cho nên là đi rất là khó luôn ấy. Cái khúc này mình nhảy hơi xui nè mọi người, mình nhảy ra ngoài cái lan can luôn cho nên là mình mắc cái hạng 1 luôn. Buồn thấy ghê luôn á trời. Thôi bây giờ mình lại tiếp tục chơi cái tiền trò chơi là map sa mạc nè mọi người ơi. Thì cái map này cực kỳ dễ chơi luôn nè. Đầu tiên là các bạn sẽ đi vào cái sát mé này cho mình nha. Đó, mình sẽ vừa đi và mình vừa nhảy nha mọi người. Đây, cái này là cái vòng cuối nè, mình sẽ tranh hạng 1 nha. Đó, khúc này mình sẽ nhảy 2 lần. Cái nào mà các bạn thấy cái thanh nó dài á thì các bạn nhảy lên 2 lần cho mình. Đó, mình sẽ nhảy qua bên đây. Ở khúc này mình nhảy qua bên đây nè để cho nó nhanh hơn á. Đó, mình sẽ nhảy bằng cái tường tắt nha. Tự nhiên cái khúc này cái điện thoại mình báo là mình sắp hết pin rồi. Nhưng mà không sao mọi người ơi, mình nhanh tay mà bấm chữ ok cái mình chạy tiếp. Nhưng mà cũng thắng nha mọi người. Trời ơi hên thấy ghê luôn. Mình tưởng đó là nếu như mà nó thông báo như vậy á là mình sẽ bị out ra ngoài hoặc là mình sẽ bị đứng lại luôn á. Là coi như là mình đã thua cái màn đó luôn đó mọi người ơi. Nhưng mà không sao, mình đã giành được chiến thắng. Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip của mình nha. Bye bye.